Đây là đường đi sang đồi hái rau sắn các bạn nhá. Đây, đường mình này ít xe lắm. Đây là một số cái vết lốp xe thôi, còn đâu là đi bộ. Mà đi xe chỉ đi có một cái lối mòn này thôi. Đấy, cây cột điện này. Các bạn đã nhìn thấy cái cây cột điện nào giống như thế này chưa? Nó chỉ có một cái dây điện ở bên trên và một cọc bằng làm bằng tre. Chim này. Đó, trên mình rất nhiều chim. Đấy, hót nghe chưa? Hay lắm. Ngày xưa, à đây nhá, các bạn xem con chuồn chuồn này. Bạn nhìn thấy chưa? Hơi khó nhìn nhá. Đấy, thì mình phóng to lên. Ngày xưa chỉ có đuổi nhau rồi đi bắt chuồn chuồn này. Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi này đấy. Đấy, chỉ đứng ở xa zoom lại mới thấy con chuồn chuồn này thôi chứ. Thực ra là quay thì khó nhìn, mình đứng ở đây thì rất dễ nhìn nó nhá. Đấy, các bạn để ý vẫn nhìn thấy. Nhưng mà lên máy quay tầm này 1.0 này là không nhìn được đâu. Đấy, đường đi hái rau sắn nhá. Rau sắn nó ở cái đồi bên kia. Còn nhà mình thì ở bên bên kia. Đấy, đi qua đồng, đi vòng vòng bên kia cũng được. Đấy, chim đấy. Đấy, chim rất nhiều. Đi vòng vòng qua đây. Đấy, thỉnh thoảng có cái xe máy để đây nhá. Xe máy để đây á, vứt cả khóa cả xe luôn, chẳng ai lấy làm gì. Không mất được. Ruộng ở đây chủ yếu là ruộng trầm, không cạn đâu. Chỉ có cái phần đồng mạ ở kia là cạn mà làm màu thôi, không ai cấy ở đấy cả. Còn chỉ cấy ở dưới ruộng có nước dưới này trầm lắm, thụt phải đi cầu, không thụt xuống đến cổ đấy. Đây nha. Thôi bây giờ mình sang đổi nhá, không à, nóng lắm, đi đường từ nãy giờ đi bộ nóng rồi. Tôi chết rồi, nó quay cả bầu rồi. Đây là đường đi lên hái rau sắn. Rau sắn bây giờ là đi xin, nhà mình không có. Ai à, chỗ này dốc kê nhỉ. Ai à, nhưng mà sao ở trên này có thấy đâu nhỉ, hay tít trên đỉnh đâu. À đây đây đây, ở bên xa kia nhìn sang khó nhìn lắm, không thấy. Đây, rau sắn đây rồi. Nào, mới bước lên đây đã toát hết mồ hôi rồi, nóng thế. Mùa hè rồi. Đây, sắn này là sắn cao miên à? Sắn cao miên là sắn xanh này nhỉ? Đây, nhưng mà có người hái mất ngọn ra đây này. Đấy, tao vừa hái rồi treo cái gì? À thế à? À đây, đang hái rau sắn nhưng mà lại lạc thêm cả rau tàu bay. Đây là rau tàu bay đúng không nhỉ? Đúng không? Đây là rau tàu bay. Cho mọi người mà ai mà chưa biết. Đấy, lấy nét như nào nhỉ? Đây, lấy nét vào rau tàu bay. Ồ. Ồ. Đấy, đây là cái rau tàu bay. Ăn hằng phết đấy. Khó ăn. Hằng. Chả hăng thì sao? Hay là như nào? Ngày xưa là con ăn nó hăng lắm. Nó giống như kiểu rau cải cúc à? Thì tại vì cùng họ hay sao, nhìn lá nó cũng giống giống đây này. Nhưng mà nó ở trên đồi này cho nên là ngày trước ăn hăng xì ra. Còn cây gì lạ ở trên này nữa? Bà lúc nào nó làm gì đấy? Lúc nào ở nhà. Đây rau sắn đây nhá. Đi hái những cái ngọn thôi. Đây là vừa hái xong vẫn còn nhựa. Chỉ hái ngọn non thôi về, đỡ phải nhặt. Nhưng mà đồi này cũng có mấy đâu. À kiểu kiểu đồi này thu hoạch sắn xong lúc là bỏ cây đây nó tự mọc lên đúng không? Đồi này trồng keo, lấy cái gỗ này. Bây giờ ngày trước trồng sắn. Trồng keo thì chỉ trồng sắn được một vụ thôi nhỉ. Luộc ăn thôi.
Ô thế hái nhiều nhiều vào. Ngon. Đây này. Rau sắn đầy này. Đây này. Chỉ hái những cái búp như này thôi. Đấy. Hái từ đây, từ chỗ ngón cái này trở lên. Đây. Đây. Như này về là còn, nếu mà nhiều thì ăn cả cái lá này, không chỉ lấy cái búp bé này. Đi qua. Đây là trên đỉnh đồi nhá, nhìn xuống. Xung quanh bốn phía toàn là đồi núi này. Đây bạt ngàn toàn là rau sắn nhá. Rau sắn này để nó mọc dại này thôi, hái thoải mái. Nhiều, chỉ hái nguyên đấy thôi. Nguyên ngọn này. Hái thằng gấu con quay thằng gấu hái bên đồng mạ vứt từng tí một. Ờ phải công nhận là cái video đấy đi đi 8 vạn đường lên đỉnh gò nhà mình bên kia lại đến bãi tha ma tụt xuống đằng nhầm xong đi vòng vòng ra đằng này đi về không có rau sắn xong lại sang đồng mạ kia được được mấy cái nên là làm video quay chả có tí sắn à lại còn lên cả nhà chú tị lượn lượn vào trong đấy để được mấy búp nó chẳng phải lúc có rau sắn. Ai bảo đang chín mùa rồi. Nhưng mà chẳng ai trồng hay sao ấy? Cái bên đồng mạ thì đứa chẳng ai trồng. Không ai trồng, không ăn thua. Không ai trồng ở đấy đâu ra. Tất cả là tại Trung Quốc. Trung Quốc nó dừng mua cái là thôi luôn. Rẻ cái thì làm lỗ ai làm gì đâu. Thế là Trung Quốc nó cứ mua đắt xong ta trồng nó lại ép giá mua rẻ chẳng bán thì thôi. Ta lại bỏ bỏ nó lại mua đắt. Dự án nọ oánh dự án kia. Nhổ cái nọ trồng cái kia. Đến lúc làm kiểu gì cũng chết dở. Khả năng nhiều phết đấy nhỉ. Ôi ả thật. Không biết từ giờ đến tối có mưa nổi không. Khả năng. Ui ôi này. Quệt ở trán nên phát mồ hôi ướt đẫm. Mà đứng im này. Đứng im từ nãy đến giờ. Ai là nhà chủ tịch làm quay cả đằng này nữa à. Có phải nguyên sân đâu. Lung tung cả đằng này. Nóng quá mà. Quay vào cho mát. Đa phần đất ở đây vẫn là dòng keo. Cây keo này. Lấy gỗ. Làm gỗ bóc. Chủ yếu keo này họ mua làm gỗ bóc đúng không nhỉ? Gỗ bóc rồi gỗ sẻ thanh. Gỗ bóc gỗ thanh xuất khẩu đàng hoàng ấy chứ. Dọc cái đường từ Yên Bái này tụt xuống là nhiều nhà máy xưởng. Xưởng thôi. Bên Minh Bảo chứ không có nhà máy nó săn sát nhau. Ờ nhiều xưởng bóc gỗ. Toàn xưởng kinh nhất này. Toàn xưởng thôi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình làm cái video mà leo đồi hái rau sắn. Trước đã làm một video rồi nhưng mà nó không có sắn mấy. Nhưng bây giờ là làm về cái món rau sắn này. Một món ăn hàng ngày của người trên Tây Bắc. Đây. Đây là lá sắn này. Trông như lá cần ấy nhỉ. Đây. Ngọn sắn
Đây, xung quanh mình là đồi, toàn sắn là sắn thôi nhá. Đồi này là sắn ui dồi, vướng phải cái tơ nhện. Sắn đã nhổ lấy củ rồi, bây giờ vứt cái thân ở đây thì nó mọc lên rất là nhiều. Đây mình quay nhá. Đây, cả đồi này là toàn những cái cây sắn mọc lên đây. Mình chỉ hái cái ngọn đó thôi. Đây, đi bên này cũng sắn, đi bên này cũng gặp sắn luôn. Đấy, lại luôn. Đấy. Rau sắn là một món đặc sản của Tây Bắc mà nhiều người ưa thích, ăn một lần là nghiện. Nghiện là yêu thích thôi, không có chất gây nghiện. Rau sắn này thì có thể luộc ăn luôn hoặc là làm dưa sắn. Đấy, dưa sắn thì chua xào hoặc là nấu canh cá rất là ngon. Làm dưa là muối chua. Đấy, đây đi vào đồi này khá là rậm rạp nha, rậm lắm, toàn là cỏ hoa cứt lợn. Xưa đi chăn trâu là toàn suốt ngày lướt lướt ở trên đồi như này. Trên này khá là nóng và nhậm này. Vừa nhìn thấy con chuồn chuồn đâu nhỉ. Đây, đây các bạn nha, rau sắn quá là đẹp luôn. À đây lại còn có cái đẹp quá. Đây nha. Thôi đủ rồi, về bố ơi. Ôi trên này có cả cái đu đủ này. Đấy, hai quả. Về thôi. Ở trên này hình như là đồi sắn hay đồi keo nó nóng đấy. Sắn nóng, đồi keo không nóng đâu. Sắn chắc là nó phả ra cái gì rất là oi nóng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đây, được một túi to rồi. Ăn bét là nhè rồi. Này, chất bổ quá, nó phả chất bổ cho nó nóng mà. Phả chất sắn ra. Về thôi nhá. Đấy, đi kiếm rau ở trên miền núi là chỉ có lên rừng lên gò một lúc là được một túi rau ăn bẹt là nhè. Vừa ngon bổ rẻ. À quên, rẻ gì? Có mất tiền đâu. Mà lại không có thuốc sâu. Đảm bảo rau an toàn 100% tự nhiên. Chỗ này lại nhìn ngon lành quá nhỉ, lại hái cố à. Đây, thì bãi này nhiều mà. Ê, đi về thôi, về. Ui, đây lại có cái mạng nhện này. Liên tục mạng nhện này. Đấy, đây. Đi về sơ chế để rửa riêng để luộc. Ăn ngay cho nó nóng. Rồi, về nhá. Đây, trân trọng giới thiệu với các bạn là rau sắn sau khi mang về phải sơ chế như thế này. Bây giờ rau sắn mà về là cái phần này là nó hơi già, thì mình sẽ lấy cái lá này cộng với cái búp non này, chứ bỏ cái cuống thì cuống cứng ăn không được. Đây mọi người đang rón lại, đang nhặt lại, bỏ cái già đi đây. Đấy, lấy cái ngọn nha. Đấy, lấy cái lá, bỏ cái cuống kia đi. Đấy. Em bé Lào cũng nhặt rau cơ à? Cười cái nào, tí nữa đi tắm cho nó mát nhá. Nóng quá, ui ui, ở trên gò nó muỗi. Ô, Ninh ơi, lấy quạt đấy. Tắm kia bật vào đây. Trong có quạt đấy. Đây, rau sắn đang sau khi ấy này thì mình đi rửa. Cho vào luộc luôn, hôm nay là vội ăn luôn, không có để dưa để chua gì nữa. Cái này luộc này có cái bát tương đấy. Luộc phải chấm giấm trứng tỏi là tuyệt vời nhất. Đấy. Đấy nha. Đây.
Đây là rau sắn luộc, nhưng mà bây giờ là trời tối tối ở trên mình nó đang mất điện này, phải soi đèn. Đây một nồi rau sắn luộc. Sau khi rón rồi, rửa rồi thì cho nước vào cứ thế luộc thôi. Hầm càng kỹ càng ngon. Không sợ mất chất hay là cái gì đâu, cứ hầm. Không sợ mất chất, càng hầm kỹ càng ngon. Hầm kỹ bao giờ nó gọi là mềm, quá mềm luôn, xong mang ra. Mang ra vớt ra xong rồi. Bây giờ hơi nguội nguội vắt đi. Đúng rồi, vẫn còn ấm ấm tí, xong bắt đầu vắt, vắt kỹ nước đi. Xong là lúc ăn nó rồi xé. Xong lúc ăn thì những cái nằm nằm ấy ra xé tung ra. Và bắt đầu chấm với cả nước tương hoặc là nước giấm mẻ trứng với cả tỏi. Tuyệt vời, vắt càng kỹ thì nó đi cái nước sắn, nước luộc, nước nhựa đi. Và đến lúc chấm nó lại càng hút cái nước chấm vào càng ngon. Đấy. Bây giờ đang mất điện. Tí nữa có điện vắt thì mình quay tiếp nhá. Đây, rau sắn sau khi luộc thì vớt ra như thế này. Cái nước thì hơi đậm màu. Đấy, vớt vào cái rổ. Ôi, bây giờ nó đang bỏng lắm. Bây giờ có gì? Bây giờ đang quá bỏng, không ai dám sờ tay vào luôn. Bây giờ là vớt. Vớt vào cái rổ này để cho nó róc bớt nước đi, xong bao giờ té té nó ra, bao giờ nguội chỉ còn hơi ấm ấm thì bắt đầu nó mới vắt, rửa sạch tay đi vắt. Ôi, dư quá thế này thì chốc vắt thì nát. Không, quá ngon luôn. Dư quá. Người ta phải ăn như thế này. Cái nước này là bây giờ đổ đi này, nó có rất nhiều nhựa này. Vitamin nhựa. Thế mẹ cứ để đấy cho nó. Để đổ bỏ nước đi chứ, ai để này. Để cho nó nguội, đằng nào cũng vắt thì nó cũng hết mà, có phải đủ ngay đâu. Rồi, nó cứ để đấy cho nó. Thôi ăn trước đi nào ơi. Nào nào bỏng đấy nhá. Đây. Sau một hồi luộc sắn xong lúc là vớt ra. Đã. Ôi giời ơi, nhiều. Hơi nhiều đồ lắm rồi các bạn. Đây nha. Xin mời các bạn thưởng thức là rau sắn sau khi luộc. Để nguội gọi còn hơi nóng nóng, hơi ấm ấm thôi. Bắt đầu rửa tay đi, vắt chặt như thế này, vắt hết cái nước đi. Và bây giờ mang lên thì tơi nó ra. Đấy, tơi ra như thế này. Trong các bạn chấm với nước mắm tỏi hoặc là tương. Đây mình chấm như làm nào nhỉ? Bây giờ chấm ít thì nó rớt rồi đây. Ôi trời. Phải nói là cái món rau sắn này ăn quá nghiện luôn. Vị của nó bao nhiêu năm vẫn tuyệt vời. Ăn không biết ngán. Ăn bao giờ gọi là no căng thì thôi chứ. Đây, chấm nước mắm tỏi này rất là thơm luôn. Đây. Ăn cứ ăn nên thử một lần làm đúng cách. Tuyệt vời. Này, một cái túi rau sắn to như thế mà bây giờ về được bao nhiêu. Ăn không biết chán luôn. Ngon quá. Được, từ nãy giờ chấm mấy phát rồi. Rau sắn luộc cũng ngon. Rau sắn dưa cũng ngon. Cứ rau sắn là ngon. Mà làm đúng cách ăn nó không hăng, không đắng. Quá là ngon luôn. Xin mời tất cả mọi người nha. Thế bất kỳ bán kế nào mà giờ này vẫn có này. Ôi, hộp chứa là nào ơi, trốn con không?
Nào không ăn à? Ăn được đâu mình. À, nó mới tập uống. Đưa bà cắm lại đi, chậu ở đây lên quá. Đưa bà cắm lại để có cái chậu. Ai ăn tự tay mình vắt, vắt kỹ nước này, như nắm xôi ấy. Đấy, nó thành một cái nắm như này. Và bây giờ mình chấm, chấm cái này. Tốt nhất là ăn thịt mà dính đau bụng không ngoan, nhưng mà ăn rau mà dính đau bụng ngoan lắm.